Nhận định bóng đá Thanh Hóa với Hoàng Anh Gia Lai. Hoàng Anh Gia Lai được dự báo sẽ có một trận đấu khó khăn khi làm khách của Thanh Hóa trong khuôn khổ của vòng 18 V-League 2019. Link trực tiếp dưới phần mô tả video. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube để cập nhật thông tin mới nhất về trận đấu. Cuối tuần này, Thanh Hóa 25 điểm sẽ tiếp đón Hoàng Anh Gia Lai 19 điểm trên sân nhà. Trận đấu này hứa hẹn sẽ có nhiều kịch tính và bất ngờ bởi cả hai đều cần điểm để hướng tới mục tiêu của riêng mình. Tính đến trước vòng 18, Thanh Hóa là một trong những đội bóng tận dụng tốt lợi thế sân nhà. Trải qua 9 trận đấu, đoàn quân của huấn luyện viên Vũ Quang Bảo giành được 19 trên 27 điểm tối đa. Nó thực sự là pháo đài bất khả xâm phạm với các đội bóng khi đến đây làm khách. Ngược lại với đội chủ nhà, Hoàng Anh Gia Lai đang là đội bóng thi đấu sân khách tồi tệ nhất. Đội bóng phố núi đã nhận tới 5 trận thua, hòa 1 và có 2 chiến thắng ở 8 trận rời sân Pleiku ở mùa giải này. Không những thế, huấn luyện viên Nite Kun cũng không có được lực lượng mạnh nhất. Khi Quang Nhọ vắng mặt vì chấn thương gặp phải, Văn Toàn và Đức Lương có thể thi đấu, nhưng khó có được thể trạng tốt nhất. Niềm tin của NHB Gia Lai sẽ đặt vào bộ đôi tiền vệ Tuấn Anh và Xuân Trường. Cầu thủ người Thái Bình với có bàn thắng đầu tiên tại V-League 2019 và chấm dứt hơn 4 năm không ghi bàn. Trong khi đó, Xuân Trường cũng đã để lại dấu ấn kể từ khi trở lại từ Thái Lan. Lịch sử đối đầu cũng đang ủng hộ đội chủ nhà, với 5 thắng, 1 hòa và 2 thất bại. Ở lượt đi, hai đội đã chia điểm trong một trận cầu kịch tính đến phút cuối cùng và tới 6 bàn thắng được ghi. Trận đấu giữa Thanh Hóa với Hoàng Anh Gia Lai được diễn ra vào lúc 18 giờ ngày 28 tháng 7 trên sân Thanh Hóa.